Sáng ngày 1 tháng 8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang - Xi Mần. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành, đơn vị của tỉnh. Dự án nâng cấp cải tạo đường Bắc Quang - Xi Mần giai đoạn 1 có chiều dài trên 41 km được chia làm 3 gói thầu. Đối với gói thầu số 9 do liên danh công ty cổ phần tập đoàn Cienco 4, công ty cổ phần đầu tư xây lắp An Đông, công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàn thi công, đến nay đã hoàn thành 12 trên 12 km nền đường, thi công bê tông nhựa đạt trên 70%. Gói thầu số 10 do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Thống Nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú, công ty trách nhiệm hữu hạn 307 Hà Giang thi công, đến nay các doanh nghiệp đã thi công nền đường đạt 100%, thi công bê tông nhựa đạt 53%. Gói thầu số 11 đến nay nhà thầu thi công đã mở nền đường đạt 100% khối lượng, thi công bê tông nhựa đạt trên 68%. Hiện nay dự án chậm tiến độ so với hợp đồng do năm 2024 dự án không được bố trí kế hoạch vốn, khối lượng hoàn thành nhiều nhưng chưa được nghiệm thu thanh toán nên các nhà thầu thiếu kinh phí huy động thêm máy móc và nhân công để đẩy nhanh tiến độ. Thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều làm sạt lở nhiều vị trí, gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công. Kiểm tra tại thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn chia sẻ với những khó khăn của các nhà thầu thi công, đồng thời yêu cầu các sở ngành địa phương có liên quan cần bám sát hiện trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì sớm hoàn thành công tác rà soát, kiểm đếm, lập phương án và dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng bổ sung đối với diện tích nằm ngoài phạm vi dự án nhưng nay đã bị sạt trượt hoặc có nguy cơ bị sạt trượt do ảnh hưởng của thiên tai gây ra. Các xã có hộ dân bị ảnh hưởng cần chủ động rà soát, kiểm đếm, đề xuất bổ sung nguồn vốn để phòng chống và khắc phục thiệt hại, thực hiện di chuyển ngay đến nơi ở an toàn đối với các hộ dân có nhà nằm trong nguy cơ xảy ra sạt lở. Tư vấn xác định khối lượng và kinh phí, trên cơ sở đó là sở giao thông thẩm định nhanh, đúng không? Các cái hoạch trình lên chủ tịch có thể là xử lý được là bằng tiền dự phòng ngân sách để có thể là ứng. Tiếp theo là sở giao thông sẽ phải làm từng cái điểm một thì làm sớm để mà khắc phục cái sạt trượt này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở ngành và Ủy ban nhân dân hai huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì cần kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền, lập hồ sơ điều chỉnh bổ sung dự toán những phát sinh vượt thẩm quyền trình cơ quan chuyên môn thẩm định. Các ngành địa phương phối hợp thực hiện hoàn thiện hồ sơ thủ tục đo đếm các điểm bị sạt lở để xử lý nhanh, đảm bảo an toàn giao thông. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các nhà thầu thi công có phương án cụ thể huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ dự án.